안녕, 시 잠깐만 오지 않게 밀러 고장문. Hôm nay mình đã đến quay lại bệnh viện Phanomagi. Và hôm nay thì mình sẽ bắt đầu những một cái quá trình điều trị da. Thì các bạn thấy là mặc dù là da mình nhìn cũng vậy thôi, chứ cũng không có phải xuất sắc gì lắm. Nhưng mà khi mình về Việt Nam các bạn, thì da mình bị bụi bẩn và khí hậu bên Việt Nam nó làm cho da mình hơi bị xấu. Các bạn thấy trên hình thì nhìn trong nó có vẻ đẹp đẹp đó, nhưng thực tế ở ngoài cũng không có đẹp cho lắm. Cho nên hôm nay mình bắt đầu vào bệnh viện và nghe bác sĩ ở đây tư vấn như thế nào, và sau đó mình sẽ nhận một liệu trình và các bạn sẽ coi kết quả ra sao nhé. Ok, bây giờ chúng mình bắt vào đi vào. Bây giờ mình đã vào bên trong đây rồi. Thì các bạn thấy là cái sảnh trong cái bệnh viện, đây là khoa da của Phanomagi. Thì mình sẽ ngồi đi chờ, và sau đó sẽ có những cái chị mà nhân viên tư vấn đằng kia kìa. Kia mấy chị đó sẽ gọi mình tới và sau đó sẽ bắt đầu có bác sĩ thăm khám cho mình. Và hôm nay để coi là bác sĩ sẽ tư vấn và nhận xét về da mình như thế nào, các bạn cùng xem nhé. Ok, let's go. Các bạn thấy đằng sau mình này, các bạn có thể thấy anh này nhìn rất là quen đúng không? Đây là anh Thăng Tê Hô mà đóng trong phim Tuổi Thanh Xuân á. Anh này là đại diện và là người mẫu cho cái khoa da của Phanomagi. Khoa da này là bạn tới lần nào chưa ạ? À? Tại vì để phải xem là hồ sơ của bạn có còn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu rửa mặt nhé. Đây là phần bác sĩ sẽ thăm khám da cho mình. Các bạn có thể nhìn vào hình và các bạn thấy là mặc dù da mình nhìn tổng quát thì cũng khá là đẹp, nhưng mà mình do tiết nhiều dầu ở cái vùng mũi đó, và đặc biệt là vùng cánh mũi, cho nên là ở đây mụn cũng khá tập trung vào vùng này. Đặc biệt là nhìn vào cái phần mà trắng đen thì các bạn có thể thấy là da mình có rất nhiều sắc tố đen, cho nên bác sĩ sẽ loại bỏ những cái sắc tố đen đó, và cũng như là sẽ loại bỏ luôn những cái thuộc về luôn cho mình luôn. Thế nên bác sĩ sẽ tư vấn cho mình sử dụng liệu trình đó là bắn laser. Thì các bạn thấy có rất là nhiều phương pháp trị laser, nhưng bác sĩ sẽ chọn ra 4 loại laser bắn cho mình. Và các bạn có thể thấy đằng trước và sau khi người ta bắn laser, đặc biệt trong này có những cái người Việt Nam luôn. Tiếp theo nữa là các bạn có thể thấy đây là cái thủy quang. Thì mình cũng sẽ nhận cái liệu trình thủy quang như này. Thủy quang nghĩa là bác sĩ sẽ dùng cái kim tiêm như thế này, bơm một cái gọi là chất dung dịch cung cấp chất dưỡng ẩm như là nước vào trong bên phần trong da. Và khi mà da được nhận một cái lớp nước như vậy thì cung cấp độ ẩm cho da như các bạn thấy trong hình đây. Và sau đó da sẽ phục hồi tốt hơn và trở nên đẹp hơn. Tí nữa thì mình sẽ nhận một liệu trình là gọi là laser đó các bạn, laser đó. Thể hơi đau một chút xíu, nhưng mà giờ thì bác sĩ sẽ, chị này là chị sẽ phụ tê cho mình trước. Và bây giờ là mình sẽ ngồi đi chờ khoảng 30-40 phút để cho cái ủ này nó. Đây là cái đèn mà không biết cái đèn này để làm gì. Như là chị đã kêu ngồi chờ tí xíu nhưng mà mình cũng không biết nữa. We'll be right back.
đây là tiêm thủy quang căng bóng da khi chất ở đây cá hồi đấy em. Đây là serum trắng da. Cái serum này khác với serum mình xài ở nhà thế nào chị? Cái serum này là serum dưỡng trắng da trị nám tàn nhang đấy em. Serum này là chỉ bán trong bệnh viện thôi, không bán ở bên ngoài. Cái serum này là do bác sĩ làm ra để cho, tại vì là khách bị nám nhiều quá nên bác sĩ mới làm ra cái serum này để làm trắng da với cả mờ nám tàn nhang ấy em. Cái này là sản phẩm do bác sĩ làm ra cho nên nó thuộc về y tế hơn là mỹ phẩm ấy. Cho nên những người mà da tối màu hay là những người da mà kiểu bị nám tàn nhang ấy, dùng cái này rất là tốt, nhiều người dùng cái này là mờ nám rồi đấy. Tại vì làm laser xong thì da nó bị mẫn cảm ấy, cho nên là mình phải cho cái màng lên ở trên, sau đấy là mình sẽ cho dòng điện lưu vào để cho thấm cái serum dưỡng trắng. Thì lúc đấy nó sẽ là, đây là phương pháp ion chain, phương pháp là quản lý trắng da đấy. Lúc có dòng điện mới vào nó sẽ hơi rung rung nhẹ một chút nha em. Em giơ tay phải ra nắm lấy cái máy chị ấy đưa nhé. Rồi, em cầm như thế là được. Mình chờ trong vòng 10 phút em nhé. Đây là đắp mặt nạ cân bằng da em nhé, làm dịu da đấy. Mình chờ 15 phút nha em. Hay은 눈이 가려도 괜찮으세요? 지금처럼 아무것도 바르지 않는 상태에서 하나씩 붙여주셔야 되세요. 보통은 하루에 한 번씩 매일 교체해주시는 게 좋고요. 살이 보통 다 차오르려면은 일주일에서 길게는 2주 정도는 계속 하셔야 되시거든요. 네. 대신 크림 바르겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu về nhà và nghe theo lời hướng dẫn của bác sĩ, đó là mình phải dán cái miếng băng này, các bạn thấy đấy. Bác mình phải dán cái này vô để mà giống như là không cho bị nhiễm trùng hoặc này nọ, để mà hút dịch trong cái vết này ra để cho nó sau này da. Sau này thì đương nhiên bây giờ các bạn sẽ thấy da mình nó rất là ghê đúng không? Nhưng mà các bạn phải chờ khoảng một tuần đến một tháng nữa thì các bạn sẽ thấy da mình sẽ cải thiện như thế nào, mình cùng xem nhé. Bây giờ mình đã về tới nhà thì da mình đã được
bao nhiêu ngày ta? 2 ngày rồi. Đây là da của mình sau 2 ngày. Thì các bạn thấy bắt đầu da bắt đầu trắng hơn rồi. Và mấy cái vết thâm, mấy cái vết mà laser bắn á, thì nó cũng bắt đầu tiết ra chất dịch ở trọng ra. Và bây giờ cũng bắt đầu, chắc sau này nó sẽ bốc vẩy nó ra. Nhưng mà bác sĩ kêu là đừng có bốc vẩy nó ra, nên mình phải chờ tiếp. Và bây giờ các bạn sẽ chờ thêm vài ngày sau xem da mình sẽ như thế nào nhé. Và bây giờ là đã khoảng được 2 tuần sau khi mà mình nhận được cái liệu trình chăm sóc da ở Banobagi. Thì các bạn có thể thấy là bên này á, mình thấy là hình như là cái camera mình kiểu như là nó làm cho mịn da lên quá và làm cho da mình sáng lên quá. Cho nên là lúc đầu mình quay á, mình coi lại mấy cái lúc đầu tới bây giờ thì mình thấy thực sự thì nó không được thay đổi quá nhiều. Nhưng mà thực tế thì nếu các bạn phải là gọi là mình, các bạn ở bên cạnh mình là phải thân với mình chút xíu thì các bạn mới thấy là cái thực tế là khi mà về Việt Nam các bạn da mình đen xì lì luôn, trời đen như là vậy đấy. Mà khi mà sau khi mình đi về Việt Nam về xong rồi qua lại Hàn Quốc á, mấy đứa bạn ở Hàn Quốc mình á, nó kêu trời ơi đen như là mọi luôn đó các bạn, đen như con mọi luôn, mà đen như đít khỉ luôn, đít khỉ màu đỏ mà không liên quan gì. Nhưng mà thực tế là khi mà quay về Việt Nam xong rồi qua lại Hàn Quốc, mình thấy da mình rất là tối màu, sậm màu nha các bạn. Và đặc biệt là cái mụn đầu đen nè, cái mà các bạn có thể cảm nhận thấy rõ ràng sự thay đổi rõ ràng và dễ dàng thấy nhất đó chính là cái mụn đầu đen ở cái vùng mũi mình sau khi mà mình đã nhận được cái liệu trình mà chăm sóc da xong. Thì cái mụn đầu đen là cái thay đổi hoàn toàn, thay đổi nhanh nhất các bạn. Mụn đầu đen không còn một cái dấu vết gì luôn các bạn nha. Lúc đầu mình qua đây trời, các bạn biết không, Việt Nam mà bụi bẩn rất là nhiều vào mụn đầu đen á, đặc biệt là chỗ mũi mình hay bị nhiều như vậy đấy. Cho nên thấy rất là rõ. Và khi qua về Hàn Quốc mình rất là bực bội, tại vì mình rất là khó mà để trị cái mụn đầu đen. Và khi mình được nhận cái liệu trình của Banobagi xong, các bạn thấy là cái mụn đầu đen mình nó hoàn toàn biến mất hết trơn luôn, không còn một cái gì luôn các bạn ơi. Rất là hay các bạn. Và đặc biệt là bác sĩ đã tẩy cho mình mấy cái mụn ruồi hết. Mấy cái mụn ruồi mà ở vị trí không có đẹp, đương nhiên là cái mụn ruồi ở dưới cằm mình vẫn giữ lại rồi. Nhưng mà mấy mụn ruồi đó thì biến mất hết trơn rồi, các bạn thấy bây giờ nó vẫn còn đang chấm đỏ. Thì cũng như là để lại cái gọi là cái vết, không phải gọi là sẹo đó các bạn. Sau này những cái vết chấm đỏ là sẽ bị biến mất và da mình sẽ đẹp lại hoàn toàn. Và nói chung là không có bị những cái mụn mà mụn ruồi nữa làm cho nó xấu mặt. Thì tiếp theo là các bạn thấy là da mình á, thì nói chung là nó cũng màu cũng không có tối lắm, nhưng mà cũng không đến nỗi mà xuất sắc. Nhưng mà sau khi mà nhận được cái liệu trình xong thì các bạn thấy là da mình rất là trắng nha các bạn nha. Nếu mà các bạn phải ở bên gần mình các bạn mới thấy rõ được cái điều đó. Và đặc biệt là da mình nó không bị khô được các bạn, rất là hay các bạn. Bởi vì sau khi mà nhận được cái bước thủy quang nó xong á, thì bên dưới da nó sẽ nhận được một cái lớp gọi là lớp nước ở bên trong đây và là tái tạo da lại. Cho nên là da mình bây giờ rất là căng bóng nha các bạn nha, căng lắm, rất là căng bóng. Và đặc biệt là mình không bị khô da khi ở Hàn Quốc nữa. Các bạn biết ở Hàn Quốc thời tiết lạnh mà nó rất là khô, nhưng mà sau khi mình nhận xong thì da mình nó không có bị khô nữa. Và mình ít phải xài chăm sóc da như cái hồi đó mình phải xài lotion rồi đủ thứ này để mà bảo giữ ẩm cho da. Bây giờ mình sẽ không cần phải làm như vậy nữa, nhưng mà mình vẫn phải dùng những bước dưỡng da căn bản của Banobagi bảo. Nhưng mà thực tế thì mình không phải chăm sóc da nhiều như hồi trước nữa, cho nên mình thấy là da mình bây giờ rất là ok, rất là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Và nói chung là các bạn nhìn sơ qua các bạn thấy nè, màu sắc á, thì đương nhiên là cái màu này sẽ cải thiện rất là nhiều so với cái lần đầu rồi. Nó trắng hồng các bạn ạ. Và đặc biệt là da mình nó sẽ không gọi là không có bị một cái gọi là tì vết gì nữa. Không có bị mình thấy là nó không có bị những cái lốm đốm mụn mụn đỏ đen ở đây nữa. Và da mình bây giờ nó rất là sáng rồi. Cho nên mình rất là ưng ý và hài lòng với kết quả của cái quá trình liệu trình sau khi mình nhận ở Banobagi xong. Và nếu các bạn mà muốn á tham khảo, hoặc là muốn nhận được tư vấn, hoặc là muốn nghe về giá cả hoặc là những cái bước liệu trình như thế nào cụ thể hơn, thì các bạn có thể tham khảo được cái link của trung tâm Banobagi mình để phía dưới nha. Và ở đây sẽ có một chị người Việt Nam, chị sẽ tư vấn cho các bạn luôn, nên các bạn yên tâm nha. Ok, và mình sẽ chia sẻ cho bạn cụ thể hơn về cái thay đổi này cũng như là cái quá trình làm da đó như thế nào, mình sẽ nói cụ thể ở cái vlog tiếp theo. Và cái vlog này đến đây thôi. Cảm ơn các bạn theo dõi vlog ngày hôm nay. Bye bye.